À, xin chào quý vị. Hôm nay ngày 19 Sang có mặt ở 19 tháng 11 2019 thì Sang đang có mặt ở tại ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Lộc và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì, hôm nay Sang đến đây là tới cái kỳ gạo tháng cho cái khu dưỡng lão của chú Sáu Hả. Thì khu dưỡng lão này thì chú Sáu Hả tự đi khám bệnh để kiếm tiền thu nhập hàng ngày để đã nuôi mấy tất cả cô bác dưỡng lão ở trong đây. Thì ở nơi đây cũng là dạng vùng sâu vùng xa của tỉnh Cần Thơ. Thì đây đằng sau lưng cái bảng của Sang là cái bảng này là quý vị xem ha, để Sang lật cái bảng lại cho quý vị xem ha. À, một trong những khu rừng dưỡng lão nghèo ở trong thị trấn Cờ Đỏ, nó nằm thuộc huyện, không phải là huyện Cờ Đỏ nữa mà là huyện Vĩnh Thạnh nha quý vị. À, số điện thoại của chú Sáu Hả. Thì ở đây dưỡng lão này á, thì một tay gia đình chú Sáu Hảo bỏ đất ra làm, thì cũng như là kinh phí chú Sáu Hảo đi khám chữa bệnh cho người ta có tiền để nuôi các cô chú bác người già neo đơn ở trong này, và bản thân chú Sáu Hảo cũng trị bệnh cho cô chú bác ở trong này luôn. Thì nay chú Sáu Hảo cũng lớn tuổi rồi, thì kinh phí đi cái vấn đề đi lại để mà khám bệnh cho người khác á, thì cũng không còn khỏe như lúc trước trước nữa, thì kinh phí còn rất là hạn hẹp. Bây giờ mời quý vị vô thăm ha. À, đi thẳng vô bên trong nha quý vị. Đây là thuốc mà chú thuốc nam. Cái thuốc ăn xô á hả? Ăn xô này trị bệnh gì chú? Bị gan hả? Này thuốc bên chú Sáu Hảo cũng cho trị gan cho người bệnh ở trong này luôn. Thì cái ăn xô này á, là trị gan rất là tốt. Dạ con chào chú Sáu. Dạ con ghé chú Sáu nữa. Thì đợt trước con hứa chú Sáu là về cái lọc nước á, hôm nay con đem lên lọc nước à? Dạ rồi có người ta chợ mua cái cục lọc ở Mỹ á, cục lọc cực kỳ tốt, nó khoáng lại tất cả những cái vi khuẩn nằm trong nước. Thì cái lọc này con nghĩ là chú Sáu kết hợp với lại cái phương pháp chữa bệnh của chú Sáu giúp cho bà con á, thì vừa cho uống thuốc của chú Sáu với lại uống cái nước này. Mình nhớ mỗi ngày uống cái nước này á, là tối thiểu lắm cũng phải là 3 lít trở lên. Uống cái nước này vô càng nhiều á, thì cái sức khỏe càng rất là tốt. Vậy này này cái loại này đó là chi lấy tất tần tật những cái vi khuẩn trong nước ra luôn. Tốt lắm luôn. Thì bữa nay sẵn lên tới kỳ gửi gạo 50 kg gạo cho chú Sáu. Với lại con gửi 1 triệu của anh Tấn chị Điệp ở bên Mỹ. Anh Tấn chị Điệp bên Mỹ gửi 1 triệu cho chú Sáu phụ trong cái dưỡng lão để mà mua đường bột ngọt đồ á, để cho các mê chú bác rồi giờ dùng. Rồi con gửi 1 triệu ha. Tôi cũng thay lời ban điều hành cảm ơn mấy con mấy chú bảo nha, cầu chúc sức khỏe dồi dào, cảm ơn dạ. Phát đạt thì ráng như phạt nhiều. Dạ thì trong cái 50 cái gạo thì của con gửi hàng tháng, còn cái 1 triệu này của anh Tấn với chị Điệp ở bên Mỹ. Anh Tuấn với chị Điệp gửi cho chú Sáu. Dạ con chú Sáu đếm lại giùm con. Đếm dạ rồi, đếm. Thì sẵn hôm nay con lên con trao cái cục lọc này của cái mạnh thường quân ở chợ Kim Biên. Hồng tiền vô để mà mua cái cục lọc này. Thì trong cái cục lọc này là trong đó là cái số anh Tư đem lên rồi. Bao gạo nãy anh Tư đâu? Bao gạo 50 kg đó ông Tư. Rồi con gửi bao gạo ngoài, bao gạo 50 kg con gửi ngoài cái bao gạo là của con. Nha. Đây là cái cục lọc thần kỳ. Con gọi nó là rất là thần kỳ, nó không có tốn điện gì luôn. Mình để trong bình thường vậy. Dạ không, tí xíu nó con thử cho ông Sáu xem. Ông Sáu cho chuẩn bị cho con một cái xô nước mà nước nào mà dơ nhất luôn.
cực dơ, lấy phân bò trộn vô luôn con uống được không? Đây là sự thật, nó lọc ra nước ngọt cực kỳ mà không mùi hôi thối nào luôn. Quá đó, quá siêu đẳng. Mà không cần tốn điện, mà chú Sáu có thể đem đi bất kỳ nơi nào cũng vẫn được. Rồi tí xíu nó con giữ, à, con ấy, con này thuốc xương nhất, à, con gửi chú Sáu, cái này thuốc này của con mua. Để dành cho mấy bác ở đây mà nhức khâm xương khớp rồi á, rồi để mà uống nha. Rồi bây giờ con với lại chú Sáu đi vô thăm một vòng, chú Sáu giới thiệu cho mọi người Mạnh Thường Quân ở trong này, ở bên trong và ngoài nước biết cái khu dưỡng lão chú Sáu. Rồi sau đó con thử cái lọc nước này nha. Nhớ chú này mới lên phải không? Rồi đợt rồi con tháng rồi con vô là chưa có chú này. Dạ. Về vận động đi, vận động lên đây nó tiếp. Đây còn chú này thì đợt rồi có lên rồi. Chú này vô như 2 tháng mấy và 2 tháng mấy rồi. Rồi con này như cũng mới luôn nè. Dạ. Đợt rồi có con lên rồi có rồi. Đợt là lên có con rồi. Bây giờ tính sửa lại cái phòng này hả? Sửa lại là cho chú bác ở. Rồi chỗ biết này. Bữa nay con giữ anh Tư Thanh xuống rồi để mà coi có gì hỗ trợ phụ với lại chú Sáu nè. Bên đội anh Tư Thanh thì thợ thầy nhiều lắm. Thầy thấy mà em hay lên em làm tiếp được ba vị trí em làm. Ở bên Tư Thanh thì lực lượng nó thở rất là nhiều, cho nên hôm nay em dắt anh Tư Thanh theo để mà xuống có anh Tư Thanh giờ coi như thế nào để có gì liên hệ với chú Sáu phụ, chú Sáu sửa. Hello, ăn cơm chưa? Hả? Ăn rồi hả? Hôm nay mới đi đâu về đi xe lăn ra đây. Ở nhà không hả? Ồ. Trời ơi. Rồi bữa nay có nghe kênh giảng không? Có nghe mà úp lỗ tai mình nghe hả? À, thường nghe kênh giảng là úp lỗ tai nghe mình. Ừ. Tối có công phu niệm Phật không? Có. Đêm nào cũng có phải không? Dạ. Chú Sáu là giảng một ngày 2 cử là 1 cử. Sáng trưa chiều vậy đó. À vậy hả? Ngày 3 cử luôn. Dạ. Rồi để chú vô trong cái thăm mấy bác nói nè. Mình còn cái bờ này là của mình luôn không chú Sáu? Của mình hả? Rồi chú Sáu định làm gì thêm cái bờ này? Nữa mình cắt em đó, mình cắt để cho dài vô trống luôn. Không cắt rồi thì mới rồi trống. Chú năm chưa gọi tiếp đi, anh rủ mấy cháu rồi vô. Qua năm có cái chú làm bà kè, mình thích nhà. Yeah. Mình làm bà kè, mình thích nhà. Bảo coi. Bảo coi nhớ con không? Dạ, nhớ con. Dạ. Dạ. Hả? Bảo nhớ con không? Dạ, nhớ. Con cho 500 giữ đó giờ không xài hả? Hả? À, trời ơi. Sao bố không xài đi? Con này ăn không hết rồi. Con cho 500 tới nay 2 tháng rồi vẫn còn nguyên luôn. Không xài. Không. Rồi. Bữa nay là đỡ là hôm tháng rồi con vô là bị té, đúng không? Tháng rồi vô bị té. Rồi hôm nay khỏe rồi chưa? Hôm nay khỏe ghê ông Phú đó hả? Giới thiệu với bà con luôn. Con nín ở đây chú nói con. Giới thiệu bà con luôn, đây là bà Út. 92 tuổi rồi. 93 luôn năm nay, 92. Đúng rồi. Thì con nhớ là chuẩn bị là lên 93 rồi. Con hết tháng 1 tháng mấy nữa là sang năm mới rồi. Là 93 là con đâu nhớ nó lộn đâu. 93 tuổi nhưng mà bà Út rất là thấy rõ, mắt sáng, tai nghe rất là rõ luôn.
mà minh mẫn cực kỳ. À, lâu lâu sang vô cái hỏi nhớ sang không, mà bảo nó nhớ sao không nhớ, cho 500.000 đó nãy quý vị thấy không? Đây nè con bỏ đó, 500 bỏ cất túi tới giờ luôn. Đâu cho con coi à. Không có đâu. À. Đây nè, đếm còn phải đủ 500 không? Dạ đúng rồi. Hôm đó con cho có một tờ bà đổi. Chính rồi. Xác con cho một tờ cái tờ 500 giờ bà đổi. Bỏ đi đổi. Đó, không lẫn luôn. Còn nhớ nè, tờ 500 cho tới giờ đổi ra nè. Đó. Ừ, không có xài để dành đây. Ê, không xài đi. Không. Tối còn phải sửa đồ đó. Xài hết đi, mai mốt con cho cái khác. Không thiếu đâu mà mua. À, trong này không có thiếu gì hết. Ừ. À, chú Sáu lo hết. Ừ. À, bánh trái rồi cơm ăn tương rồi có gì không? Dạ, chú Sáu lo hết, bánh trái rồi cơm nước cà phê có luôn. Bánh trái người ta đem vô cho ăn không hết nữa. Chị dạ. Dạ. Giữ đây. Tôi nói á, bây giờ mà ai mà đi các chỗ đi mà ở được như cái chỗ này tôi chịu thua. Dạ vậy hả? Tôi đi 21 diễn chùa rồi tôi ở không có chỗ nào được đi đây đâu. À. Mới 21 nên bà Út đi 21 nơi rồi. 21 nơi. Chỉ có chỗ này là bà Út thấy là ok nhất. Ông Sáu là kêu mặt sống. Dạ. Chú Sáu là chị bệnh nữa. Thuốc men đi. Lâu rồi không chắc à. Ông lo đầy đủ chứ. Ông chạy ông lo ông chết lại nhà ăn đã gây lộn. À, ăn đã còn gây lộn nữa. Ăn ở không gây lộn. Ai gây lộn? Mấy bà với bếp. Mấy bà ở ngoài vô á. Mấy bà ở ngoài mới vô mà gây lộn. Đó, ăn no còn gây lộn nữa. Rồi mấy tình huống đó thì chú Sáu xử lý sao? Ông có biết đâu. Ông đi tấu ngạn đi với ai mà mới người ta lên tiền nữa. À, chú Sáu là mừng mướn một thời đem tiền về đây nuôi. Dạ, đi chết thuốc. Dạ. Sao bà Út không la mấy người đó? À, lúc trước bà Út ở dưới kia, bây giờ chú Sáu lo cho bà Út ra đây ở nhà riêng. Dạ. Mình bệnh không có cầu. Dạ. Cái bây giờ cái này có cầu không được mà. Dạ, chút xíu con coi là sữa bên này có cầu toilet riêng ở trong phòng luôn. Con cho bà mà đúng 20 á. 20 gì? 20 triệu. Dạ, để làm gì? Đưa cho ông Sáu. Để ông Sáu làm gì? Cho ông lo cho mình. À, ông lo cho mình. Ừ. Dạ, tức là bây giờ ai lại cho tiền thì bà Út giữ thôi. Đủ đúng 20 triệu. Đúng 20 triệu đưa ông Sáu. Đúng 20 triệu đưa cho ông Sáu. Ừ. Tội nghiệp không? Còn 50.000 đưa chi? Dạ. Ông đâu có nít rồi mình đưa 50.000. Dạ. Rồi tiền thuốc, tiền men, tiền này kia nọ. Cái nhà ở đây bây giờ ở ngoài mướn tháng nhiêu. Dạ. Nước nôi đầy đủ chờ. Làm toilet riêng luôn, bữa nay làm toilet riêng trong phòng cho bố luôn. Bước vô coi. Dạ. Còn ở chỗ nào nữa mình đi. Rồi, nguyện vọng của bà Út là để dành tiền tới khi nào đủ 20 triệu. Đủ 20 triệu đấy, tặng lại chú Sáu. Cho 10 triệu cũng không đưa nữa. À, bữa nay bà Út có được nhiêu rồi? 19 triệu không? Không có, bạn bản là do không về được 1 triệu. Dạ. Mà để dành ăn về tới Tết. À. Tết nó mới đem tiền qua, cái tiền đó là cái tiền là tháng 207 à. Vậy hả? Ừ. Tiền tháng được người ta cho 207. Ừ, nhà nước nó cắt rồi. Dạ, bây giờ bà Út, con hỏi giờ bà Út để được bao nhiêu rồi? Mà còn có mấy trăm để ăn, hổng gì em bệnh ta, là để ăn tới Tết. Dạ. Bữa Tết nó năm qua cho 1 triệu rưỡi, 2 triệu gì không biết. Vậy ăn hoài sao đủ 20 triệu? Tới 100 tuổi không đủ 20 triệu nữa đâu. Bởi vì được. Được không? Nhất định được. Nhất định được không? Gắng cố gắng để dành được nha. Để dành được, để tặng Sáu, để ông Sáu lo cho mấy người khác đúng không? Ừ. Dạ. Quý quá. Bổ ăn cơm chưa? Ăn bữa có nửa chén cơm, một bữa một ngày có ăn lần thôi nha. Dạ. Rồi sáng thì uống nửa một ly cà phê sữa. Dạ. Rồi ăn trái chuối hay gì đó rồi thôi nha. Dạ. Rồi trưa là 11-12 giờ ăn nửa chén cơm rồi xong chiều cũng ăn. Dạ. Thôi gắng cố ăn, ăn nhiều. Rồi mỗi ngày á bà Út nhớ là công phu niệm Phật nhiều vô một chút để cho Tam Bảo cũng như chư Phật mười phương, rồi các vị chư thiên, các vị thầy tổ, các vị ân nhân gia hộ cho bà Út để sống lâu hơn 100 tuổi nha. Cái gì với cái niệm Phật là quên ăn cơm, cái niệm Phật không bao giờ quên 100 tuổi. Dạ, niệm Phật là không bao giờ quên. Không. Mỗi ngày bà Út đều niệm hết.
nằm đâu đi đâu nói chuyện con cũng niệm à, đi đứng nằm ngồi đều niệm thì ai mà tốt quá dạ. Mà không biết sao đầu ông bà 92 tuổi đầu ông bà ờ à, đúng rồi bữa nay bổ nhắc cái vụ này con mới nhớ mấy lần trước hết tóc bổ mà con quên để cái vụ này tóc còn đen nữa chứ vậy là hồi đó còn trẻ bổ đẹp gái quá làm chi bây giờ mà đẹp nó xấu thiệt xấu như mắm vậy hả con thấy bổ đẹp gái lắm á nè tóc còn đẹp nè mới được rồi hết tóc giống như để viết mấy thăm nè đó bây giờ nói con nghe nè cái nằm bà thấy không chết thấy không chết không mà thấy không già mà thấy không già luôn thấy ba mấy tuổi còn gái hoài mà đi vô á mua thịt hoài thịt gì chèo nhóc chèo ngồi trả tiền mà không lấy à, trả tiền không ai lấy á trả tiền ta lấy mà không lấy thịt vậy là bốn là bà tiên rồi không lấy thịt không lấy gì chứ bây giờ ăn chỉ một bữa cơm thôi dạ ăn một bữa cơm một bữa cơm một chén có khi ngon thì một chén ha dạ không ngon nửa chén dạ thôi bữa nay mà út giờ đầu cho con cái lấy phước đi dạ đầu. Để... cho thêm 500 nữa đi cho thêm 500 nữa đi cho đủ 1 triệu nhưng mà móng ta xin bẩn 1 triệu nữa đi rồi bữa triệu. Rồi bữa nay con lấy 500 của anh Tấn ừ. Anh Tấn chị Điệp ừ. Bây giờ bữa nay anh Tấn chị Điệp cho gửi cho chú Sáu một triệu để dành để mà mua mắm mua muối cho các bà bác ở đây ăn thì hôm nay bà Út xin 500 con xin em xin phép anh Tấn với lại chị Điệp lấy cái tiền của anh Tấn chị Điệp gửi cho bà Út 500 nữa nha. Rồi tôi để dành này cho ông Sáu chứ tôi không có xài tới thấy ông còn nguyên. Cái này 500 không phải của con, của anh Tấn với chị Điệp ở bên Mỹ á. Ừ. Rồi. Rồi con gửi tặng cho bà Út nha. Ừ. Cái này là nhớ của anh Tấn với chị Điệp gửi nha, không phải của con nha. Bà ổng đi về em bản ta cho được 1 triệu mấy. Dạ. Trả tiền xe 3 triệu, 300 rồi còn á. Còn lại để cho ăn tới Tết, rồi cái con cháu nó đào mới đưa cho nó 400. Dạ. Rồi nó đi chích thuốc. Dạ. Thôi bà Út nghỉ ngơi nha. Ừ. Để con vô thăm mấy bà bác ở trong. Dạ. Dạ. Có ăn đâu để thấy không tiền để quên. Dạ. Không có bao giờ. Là... nhớ tiền của anh Tấn với chị Điệp cho. Dạ, nhớ là. Ở bên Mỹ á. Dạ. Không quên em. Dạ, dạ. Dạ. Cái tiền nào thì mấy để em sẵn chịu á. Rồi chú Sáu. Rồi con vô con thăm quý bà ở đây như thế nào rồi chú Sáu vô giới thiệu cho bà con biết không nghe chú Sáu. Đây bà cụ nè, bữa cũng chín mấy tuổi nè, bữa hớt tóc cho bà cụ nè, hôm nay tóc mọc ra dài rồi. Bà cụ nè ở ngoài Bắc đi vô. Mấy chú này gỡ nè. Dạ. Mấy chú này gỡ nè. À, mấy chú gỡ ngoài Bắc đi vô. Ở ngoài Tuấn Nam mấy chú với không ai. Để con đi về còn một bà nữa là ở dưới gầm cầu ở dưới Gò Vấp đó, thành phố Hồ Chí Minh đó, con rảnh thì con trở về đây luôn. Nha. Còn bà này ngoài Hà Nội vô. Con nhớ mà, tháng rồi vô là tháng đầu vô là tụi con hớt tóc nè. Dạ. Quý vị giờ để chú Sáu giới thiệu các cụ trong này quý vị nghe ha. Rồi là chú Sáu giới thiệu chú Sáu. Thì cái bà cụ này một lần ở dưới sắm cái bàn tăng á, phòng Tuấn Nam người ta. Nhưng mà tối người ta về chứ không ai đó chứ rồi mấy chú này sợ ở đó một đêm họ đau bệnh tử đó, rồi không ai lo. Mới gửi đến đây. Dạ. Chứ một lần người bạn vô. Ta từ ở ngoài Quảng Nam là Quảng Nam Đà Nẵng vô đây. Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi vô. Rồi hai chồng già nó thì ở phòng đất. Chú Sáu mấy bánh này là chú Sáu. Rồi bây giờ cái con chú bác ở trong này như thế nào con thì con biết rồi, giờ con muốn bữa nay chú Sáu giới thiệu với lại bà con trong và ngoài nước luôn. Rồi chú Sáu. Dạ, hòn đất á. Dạ. Ở đây mà, là hòn đất mà ở lâu lắm không thổ khẩu. Dạ. Không có chứng minh dân. Dạ. Rồi ở ngoài đồng á, người ta đồng đạo nó thấy tội nghiệp nên mới gửi đây. Dạ. Thì cái cuộc sống của cô bác ở trong này mỗi ngày á, sống thì ăn uống rồi sinh hoạt ngày ba bữa chú Sáu. Sáng trưa chiều. Rồi cái sinh hoạt về cái công phu niệm Phật là như thế nào, giờ giấc ra sao? Tới giờ niệm Phật cúng lại thì cái người ta đi được lên chỉnh cúng lại niệm Phật. Đừng à, đây. Mình có cái giảng đường để mà cúng lại niệm Phật với công phu. Dạ dạ. Dạ, một ngày mấy cử chú Sáu? Ngày hai lần, có người làm ba lần. Dạ. Không ép. Dạ. Tu thì tự do. Dạ. Nhà mình không ép.
Rồi tất cả những cái chi phí mà để mà cung cấp nuôi các cụ trong này á, thì chi phí đó từ đâu có chứ chú Sáu? Tôi cũng lo. Dạ, một mình chú Sáu lo hết. Tôi lo. Dạ. Thì cái chi phí đó thì chú Sáu mỗi ngày làm cái gì để mà có được cái kinh phí để lo cho các bác ở đây? Tôi cũng để chấm thuốc người ta dòng dòng sớm. Dạ. Làm mướn vậy đó. Đi làm hớn, chỉ lại chân thuốc mà mọi người trị bệnh mọi người vòng vòng ở xóm. Kiếm tiền về đây rồi. Thì kiếm tiền về đây nuôi các cụ như đây. Dạ. Dạ. Thì không có ai con cháu nó cho được đỡ. Chi phí mỗi ngày á là mình chúng Sáu có thể ước lượng là được bao nhiêu một ngày? Chắc tính là một tháng chắc cả 10 triệu đó lên. Một tháng là cả 10 triệu đó lên. Dạ. Sau điện không là điện cho bảy nước điện 2 triệu mấy 3 triệu. Dạ. Rồi ăn uống hàng ngày. Ra. Dạ, rồi ga nữa. Thuốc men. Rồi thuốc men trị bệnh cho các bác ở trong này luôn. Chú Sáu tại đây trị bệnh luôn. Vậy thì chú Sáu đi làm thêm rồi với chích thuốc đem rồi hàng tháng như vậy có đủ với chân phí để chú Sáu chạy chạy hết không? Có chút xíu không đủ. Có chút xíu không đủ. Rồi mỗi lần thiếu đó, sao chú Sáu? Đi mua triệu thuốc. Dạ. Trả từ từ. Mà mua triệu rồi có bắt đầu cái trả có tiền trả từ từ. Giao trả từ từ. Thì nó có anh Sáu có điện thoại. Dạ. Tôi nghiệp không? Các nhà gì? Các nhà tương lai gì? Từ từ. Dạ. Bây giờ mong muốn của chú Sáu là như thế nào? Cái khó khăn và mong muốn như thế nào chú Sáu có thể chia sẻ với mọi người biết không? Đó là không dám xin ai hết. Nhưng mà tôi mong muốn là làm tôi sao tuổi già tiếp yếu không còn đi làm cũng được nữa đó. Nên tôi mong cho tất cả mọi người hảo tâm có thể là chia tay cho tôi để mà giúp đỡ sau này tôi còn già yếu đó. Tài xế tôi, nó nghiệp tôi là nặng tôi bệnh lâu, sao có với quỹ nó làm được bệnh lâu, yeah. Giúp cho mấy người khổ sở này, yeah. Mong muốn gì đó. Mong muốn chú Sáu là kiếm người để chú Sáu vào lại chỗ này. Giao rồi, yeah. Phân công hết trơn rồi. Phân công rồi, để nói nghiệp. Nhưng mà cái người sau này tôi sợ không có tiền, yeah. Sợ không có tiền để mà lo. Người ta nói mấy tôi làm sao với ông được. Yeah. Ông đã quen lớn nhiều, yeah. Người ta cho tiền, tôi không ai cho tiền, không dám làm, tôi nói sao, đâu có sao đâu, cứ việc làm, có gì đâu, yeah. Có thằng thánh gia hộ, thằng thần có giúp đỡ chứ gì đâu. Mong muốn là lại có thêm chi phí để nó kéo dài cái nơi này. Có cái quỹ, yeah. Giúp đỡ người ta cho bệnh lâu. Dạ, yeah. Để giúp đỡ thêm cho nhiều cái mảnh đời bất hạnh, cũng như các ông cụ và cụ nêu đơn, ở nơi xa về đây để trị bệnh cũng là cá tốt luôn. Cái tôi còn mạnh thì tôi có lo có tiền. Ngày mình yếu sức đó, không chạy đi được, sợ gì. Năm nay chú Sáu bao nhiêu tuổi? 71 rồi. 71 tuổi hả chú Sáu? Dạ. Chú Sáu có thể chia sẻ cái số điện thoại trên cái clip này cho mọi người đọc từ từ giùm con nha. Điện thoại là 0919 098 646. Đọc lại cái nữa là 0919 098 646. Dạ. Thì tôi là Sáu Hả, Lê Văn Hả. Tên chú Sáu Hả, chạy cái ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, Vương Chính Thành, thành phố Cần Thơ. Dạ. Thường gọi cái dưỡng lão của chú Sáu là tên gì chú? Là nhà neo đơn. Nhà neo đơn. Nhà nuôi và neo đơn khuyết tật. Nhà neo đơn khuyết tật. Dạ. Nhà nuôi người già neo đơn khuyết tật. Thì qua đây Sang cũng về đây nhiều rất là nhiều lần rồi, nhưng mà Sang cũng chưa có cái clip nào mà được chính thức để mà kêu gọi quý vị các nhà hảo tâm, các vị ân nhân xin phép quý vị cho phép Sang trực tiếp bữa nay là được phép kêu gọi trên cái clip này. Để chi? Vì Sang về đây rất là nhiều lần, thấy những cái việc làm của chú Sáu, tuy rằng gia đình chú Sáu thì nghèo khổ, chú Sáu bản thân cũng đi làm thôi, làm mướn thêm để kiếm thêm, cũng như đi trị bệnh cho người ta để kiếm thêm, để nuôi tất cả những người già neo đơn ở đây. Vì thật sự đây là cái việc làm của chú Sáu đáng mà để trân trọng và trân quý, để cho tụi trẻ, tụi con cũng như là để học theo. Rồi cái việc làm tốt, cái việc hành thiện tốt đó, từ cái tấm lòng của chú Sáu để đến mọi người. Qua đây con xin phép thay mặt chú Sáu kính xin quý vị ân nhân cũng như là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước xem qua cái clip này, dựa trên cái số điện thoại của chú Sáu Hả, thì quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho chú Sáu Hả để mà tìm cách giúp đỡ cho chú Sáu Hả thêm một tay để phụ chia sẻ cái gánh nặng của chú Sáu hàng ngày. Thì đây không phải là chú Sáu ép buộc ai cả, việc làm của chú Sáu là đã làm đây là rất lâu rồi,
cho nên nó tuổi thì càng nhẹ, ngày càng lớn tuổi, sức là yếu. Chú Sáu cũng sợ là không đủ sức khỏe để tiếp tục để mà duy trì cái máy ấm này để mà lâu dài hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay Sang cũng muốn trực tiếp để mà kêu gọi quý vị hãy chung lòng, chung sức, của ít lòng nhiều, chúng ta hãy trao nhau cái tình thương, cái tình người để mà giúp chú Sáu duy trì cái máy ấm này lâu dài hơn nữa, để chia sẻ đến cho những mảnh đời bất hạnh như là những người già neo đơn. Rồi bên cạnh đó chú Sáu cũng hút thuốc cũng như là mua thuốc để trị bệnh cho các cô, các bác ở nơi đây. Rồi thật sự đó là những mảnh đời này không còn người thân là cũng có, mà còn người thân cũng có. Nếu như còn người thân thì cũng không ai chăm sóc, không ai nuôi dưỡng. Rồi đó là một cái sự là bất hạnh to lớn đó đối với những người già. Rồi cho nên qua đây Sang cũng cầu xin mười phương chư Phật cũng như là cầu xin Tam Bảo, các vị chư thiên cũng như các vị ân nhân gia hộ cho chú Sáu cũng như gia hộ cho các chú các bác ở nơi đây luôn được bình an vô sự. Rồi cũng cầu mong tất cả mọi người chung lòng chung sức giúp cho chú Sáu dựa trên cái số điện thoại mà chú Sáu mới vừa đọc hồi nãy. Rồi bây giờ Sang xin phép tiếp tục để trao tiếp cái phần lọc nước này đến cho chú Sáu. Hôm nay con xin phép đây là con nói luôn, đây là vợ của em Bảo với lại chị Dung ở chợ Kim Biên đã hùng nhau mua cái cục lọc này gửi tặng chú Sáu để mà sử dụng trong cái việc mà chữa trị bệnh cho bà con ở đây, kết hợp thuốc cũng như là kết hợp cái nguồn nước sạch. Uống nguồn nước sạch này hàng ngày thì nó giúp ích cho sức khỏe, vì sức khỏe của mỗi con người là chúng ta khi mới sinh ra đạt tới 70% lít nước, lượng nước ở trong cơ thể, khi trưởng thành nó còn lại là 60%. Rồi cái lượng não của mình, nước trong não nó chiếm tỷ lệ tới 85%, cho nên nguồn nước sạch cung cấp vô cơ thể nó rất là quan trọng. Vì nếu mà ta uống được cái nguồn nước sạch thì ta kháng lại những cái bệnh tật, giúp cho cơ thể chúng ta tăng được cái sức đề kháng rồi để mà nó chống chọi lại những cái virus bệnh tật. Cho nên nó là con khuyến khích chú Sáu sử dụng cái nguồn nước này cho bà con uống, cũng như là chú Sáu, gia đình chú Sáu, những người ở sống trong đây nên uống cái cục lọc này. Thì cục lọc này con nói thêm, một ngày nó cho ra được 600 lít nước uống, tương đương với 2.400 chai nước suối. Rồi tí xíu thì con ra con làm demo cho chú Sáu ha. Rồi bây giờ quý vị dần sơ qua các cô bác ở đây đi, giờ xem sẽ ra cho quý vị thử cái nguồn nước này. Này nó xuất xứ từ Mỹ, nó được cục kiểm định ở Hoa Kỳ đã kiểm định rồi. Thì cái cục lõi nằm bên trong của nó là cái lỗ mà chung nước đi chung ngang á, nó nhỏ hơn sợi tóc của mình á là gấp 1.000 lần sợi tóc mình, mà nó còn nhỏ hơn 1.000 lần thì còn con vi khuẩn nào để mà nó chạy qua đâu. Dạ, nó đem lại cái nguồn nước tinh khiết là của trời đất ban cho mình á, là người ta khuyên là uống trực tiếp nó luôn, đừng đun sôi, nó rất tốt cho sức khỏe. Trong cái cây có mượn con dao, dán bằng keo kính quá. Dạ đấy. Em nói làm sao đây, cái này là bộ phụ kiện của nó, đây là cục lọc chính nè. Cái này là đầu ra, cái này là đầu vô, nguồn nước chơi vô cung cấp cho đầu ra. Còn cái này là chú Sáu bắt vô cái van, nhận cái vô van vô chú Sáu băng băng keo lại rồi mở cái van là nước nó sẽ chảy ra, thì nó đưa vô đây, nó cung cấp ở đây, bắt đầu nhiễu cái đây ha. Thì trong đây nó có những cái phụ kiện cho trong này, tí xíu nó con giới thiệu cho chú Sáu để mà chú Sáu sử dụng. Còn cái ống này, mỗi một ngày chú Sáu lấy cái nước ra, nước sạch đó, chú Sáu lấy cái nước sạch của này nè, 3 ngày tới 4 ngày chú Sáu lấy cái ống silen này bơm nước sạch. Bơm nước sạch của nó không cho phép nó lấy nước khác nha. Lấy đầu này nó có cái nhàm, ống silen nó có nhàm, ra tìm nước đây mà không có. Chú Sáu nhận vô đây là nó vừa khích luôn, nó không có xì ra chỗ nào hết. Chú Sáu cầm về bắt đầu chú Sáu tống mạnh ra 25 lần. Từ 3-4 ngày đó chú Sáu phải vệ sinh nó một lần. Phải vệ sinh này thường xuyên thì cái này nó đạt hiệu quả là chống lại cái virus. Để nó giúp cho cái đề kháng của con người ta. Nó đem được cái nguồn khứ ăn nước tinh khiết nhất. Nha chú Sáu nhớ nha. Rồi bây giờ con công đoạn của con ráp.
tại vì nó hơi lâu. Bây giờ rồi, chú Sáu đợi con đây để con gấp rồi. Vệ sinh. Vệ sinh nó có thấy nè. Để vệ sinh cái đó đây. Alo. Alo. Vệ sinh nó bắn ngược. Hả? Alo, nghe nghe nghe. Được rồi. Anh dở tiền ủng hộ cho ai anh? Tôi đang ở bên xã dịch, xã này xã gì? Anh Lập. Xã Thanh. Phan nghe quên. Ngày 200 mấy vậy nè. Cho con mượn thêm một cái ly nữa. Rồi chú lấy cái nước ở đây 2 ly. Rồi con sẽ lọc thêm 2 ly. Nó dơ quá. Rồi con sẽ lấy rồi chú lấy nước ở đây của chú á. Chú uống hàng ngày á. Rồi bây giờ ha, quý vị xem nha quý vị đó. Đây là cái nước này á, lấy từ nguồn nước giếng đi qua cục lọc này rồi. Thì bây giờ á mình sẽ lấy ra cho quý vị xem ha. Ở đây là cái ly này là cái ly nước suối. Nước suối mà mua ở ngoài nha. Ly này là ly nước suối. Thì Sang sẽ để đây một bên ha. Rồi bắt đầu Sang sẽ lấy cái ly nước lọc ra cho quý vị xem ha. Đây. Quý vị thấy cái độ trong của nó không? Độ trong của nó cực kỳ sạch luôn. Nó lấy hết cái vi khuẩn ở trong nước, nguồn nước ra luôn. Rồi quý vị nè, thấy nè, cái ly này nước là qua cục lọc, là cái chữ màu đen là cái ly là cái chữ màu đen qua cục lọc rồi nha. Sang sẽ đặt lên đây. Đó, Sang sẽ đặt lên đây. Thì Sang lấy cái ly nước này là lấy từ cái nước suối mua bên ngoài. Thì quý vị dòm hai ly nước nè. Thấy hai cái màu khác không? Thấy hai màu nước khác hoàn toàn đúng không? Rồi bây giờ cho chú Sáu uống thử ha. Bây giờ chú Sáu cứ uống thử cái nước này là nước suối chú Sáu mua ha. Rồi chú Sáu uống thử đi. Nước suối ở đây. Rồi bây giờ con sẽ cho chú Sáu uống thử cái nước này là nước đã qua cục lọc. Rồi khác, mà nó khác như thế nào chú Sáu ơi, cảm nhận nó khác như thế nào, cái vị nước của nó qua cục lọc nó ra sao? Nhưng mà có độ ngọt không? Hơi. Ừ. Rồi nó còn cái mùi tẩy gì không? Với so với là cái nước suối. Nó có mùi không? Kia cũng không có mùi. À, cái nước qua cục lọc là không có mùi gì hết luôn. Rồi bây giờ này ông cho nè, chú Sáu thử nè. Cái này là có mùi phải không? Cái này nước suối là qua có mùi phải không? Rồi uống thử đi. Rồi cứ uống thử đi nè. Bây giờ chú phải uống thử nó chú mới biết được cái độ ngọt của nước nó như thế nào. Đó. Mùi nó khác thôi. Cái này nó cũng có mùi chứ. Nên nó có mùi. Có mùi. Mùi gì mới được? Cái này nó có mùi. Nó còn đầy đủ chất đạm của trong cái nguồn nước nguyên thủy của nó ra luôn. Tại vì nó có máy móc chẳng có cái mùi. Không có. Nước của nó rất tinh khiết, rất trong, trong dữ dằn. Cái độ ngọt của nó cực kỳ tốt. Ngọt của nước. Không, nó càng ngày càng bao mà, suốt càng ngày. Chưa thấy rồi. Qua cái cục lọc uống ok không? Cũng được, mà hai cái này nó, cái mùi nó phải khác nhau chút chút. Ừ. Nó là khác nhau chút. Tại vì cái này nó lọc là cái nó lấy toàn bộ một con vi khuẩn trong nước ra hết. Không còn một cái con vi khuẩn nào luôn, nó để lại cái nguồn nước nguyên thủy. Dạ. Đó, bây giờ nè, tôi lấy một ly nữa nè. Cho anh Tư Thanh uống nè. Còn mấy con mang một ly nữa mình chế qua chợ. Đây, con lấy lên cho. Đó. Đem đi kiểm định là đạt chuẩn ok luôn, đã kiểm định rồi. Kiểm định tại viện Master rồi luôn. Anh Tư uống. Rồi, nước suối. Ly này là nước bình mình uống.
nó cũng vẫn cái màu khác, còn cái này là trong trong trắng nè, cái này nó hơi vàng vàng nè. Đó, cái trong trắng với là trong vàng nè, cái này qua cục lọc rồi nè, đúng không? Còn này trong vàng đúng không? Trắng hơn. Cái qua nước suối là trong vàng nè, còn qua cục lọc là trong trắng nè. Đó, nhìn nhìn mắt thường là mình thấy luôn. À, cái này nước suối nè. Cái lọc rồi để trong trong một trong chắc mùi nó khác nhau. Ừ. Cái này chắc nó có thể loại lên được luôn cái thằng BH. À. Nó ổn định luôn. Ổn định luôn hả? Khác. Dạ. 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 Rồi. Bây giờ thôi con gửi tặng trao lại cái này cục bộ lọc này cho chú Sáu nha. Dạ dạ không được anh đây. Giờ con gửi tặng lại bộ lọc này cho chú Sáu. Thì dạ chúc chú Sáu với lại các bác ở đây luôn bình an và mạnh khỏe, thật nhiều sức khỏe. Chú Sáu, nhất là chú Sáu phải nhiều sức khỏe chú mới phục vụ cho bà con cô bác nhiều hơn nữa nha. Dạ. Tôi cầu chúc chú sức khỏe dồi dào đi khắp nơi giúp bà con nha. Dạ. Mạnh khỏe đi. Con này cũng có truyền đạt con gửi cái này là của Mạnh Quân lại thôi. Nhiều lắm à. Dạ. Chú Sáu nhớ giữ mấy cái này nha. Nhiệm vụ của Sen đã trao hai cái cục lọc về cái dưỡng lão của chú Sáu há. Thì ở Cần Thơ đã xong. Thì ở đây là cục lọc Sen xin nhắc lại là do chị Kim Dung và vợ Bảo gửi tiền mua. Thì hai người này là ở ngoài chợ Kim Biên để mà tặng cái cục lọc này đến chỗ dưỡng lão ở đây, đây. Mong rằng cô bác ở nơi đây có nguồn nước sạch để mà uống, bên cạnh kèm uống được nguồn nước sạch với lại cái liệu trình trị bệnh của bác Sáu, chú Sáu cũng như là những loại thuốc nam, thì kết hợp hai cái này là sẽ nghĩ cực tốt cho sức khỏe cho những người lớn tuổi cũng như là bất kỳ người nào sử dụng nguồn nước sạch là cũng như mình ăn sạch uống sạch là đảm bảo về sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, là đặc biệt là cảm ơn vợ Bảo cũng như là chị Nhung đã ủng hộ cho cái cục lọc này. Xin chân thành cảm ơn chị Nhung cũng như là vợ Bảo, kính chúc cho cả gia đình luôn được bình an vô sự và luôn luôn dồi dào sức khỏe, và kính chúc cho tất cả mọi độc giả cũng như là quý vị đang xem kênh và các vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn luôn thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nhé.